Vâng, một siêu phẩm tiếp theo xuất hiện tại Bangkok Motor Show. Giá của mẫu xe này thì khoảng 1,1 triệu. Loanh quanh 26, 27 tỷ nhỉ. Rồi đếm những chiếc xe nhiều tỷ thế này thực sự là hơi mệt. Khen thì không biết dùng lời nào khen bởi vì nó nhiều tiền rồi. Những công nghệ chế tác nó thuộc hàng khủng luôn. Bentley Continental GT ở đây có hẳn hai phiên bản luôn, GT và GT Convertible. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ngắm. Wow. Mới nhất nha các bạn, Continental GT mới nhất và Continental GT Convertible ngay bên kia. Tranh thủ ngắm cái đã. Biết dùng từ gì để nói lên cái vẻ đẹp của Continental nhỉ? Không biết dùng từ nào bởi vì nó đẹp quá. Phải nói là tuyệt tác nghệ thuật luôn. Đây các bạn có thể thấy này. Thực ra cái dòng GT này đã xuất hiện 2014. Với các dòng xe Bentley thì nó sẽ là sang trọng này, siêu sang. Nhưng nó khác Rolls Royce ở đó là thể thao. Và Bentley luôn rất tự hào là cỗ máy V12 luôn nhanh nhất thế giới về công suất cũng như mô men xoắn. Nó hơn 1000 Nm cơ. Và ở cái tua rất thấp. Mình nhớ không nhầm nó khoảng 1001 hay 2002, chút nữa mình sẽ kiểm tra lại thông tin. Thì nó đã đạt được cái xoắn cực đại và như vậy thì lúc nào đạp nó cũng lên. Nhưng chưa hết, hệ thống dẫn động, hệ thống tất cả những cái gì trên cái mẫu xe này nó là đẳng cấp. Bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Đi ngắm từ đầu đến đuôi nhá. Ui, lưới tản nhiệt này. Lưới tản nhiệt này là lưới tản nhiệt này là lưới nhựa nhưng được mạ chrome và nghe nói là được làm bằng tay. Và đánh bóng gì đó, sơn chiếc gì đó là bằng tay. Những chiếc xe Bentley, những chiếc xe Rolls Royce, sự đặc biệt đấy là chế tạo bằng thủ công. Cái logo này thì logo chữ B này thì mình thấy là hơi đuối hơn Rolls Royce một chút bởi vì là nó không thụt thò được, nó không thò thụt được. Nhưng Bentley là Bentley, Rolls Royce là Rolls Royce. Xe này loanh quanh đâu đó khoảng hơn 200 ngàn, nhưng về Việt Nam thì đã lên hơn 1 triệu. Mình nghĩ ở Thái này cũng vậy, đèn hình oval rất là đặc trưng này. Thực sự là các bạn có xem những cái mẫu xe về Kia cũng vậy, họ chế tác những cái mẫu xe cũng hướng tới những dòng siêu sang. Nhưng mà khi mà quan sát từng vào cái tiểu tiết này nhá, thì các bạn sẽ thấy trên những cái dòng xe Bentley hay những dòng xe Rolls Royce ấy, thì nó cực kỳ khủng khiếp luôn. Nó lấp lánh như pha lê luôn. Anh em nào hiểu công nghệ đèn của Bentley thì có thể chia sẻ thêm nhá. Đấy, cản dưới này nó có cái gì đấy rất đơn giản nhưng mà thực sự là đẳng cấp thật. Và thực ra Bentley đã được Volkswagen mua lại vào năm 98, nhưng mà đến năm 2003 các bạn ạ, 2003 là Continental GT này xuất hiện thì đã mang lại cái luồng gió mới của cách mạng cho Bentley. Đây là một mẫu xe yêu thích của các rapper, vận động viên, siêu sao, triệu phú, thậm chí là cả tỷ phú luôn nữa. Mẫu xe này có một cái đặc trưng là một mẫu xe 4 chỗ bình thường, không chuyển động là đương nhiên rồi, all-wheel drive, động cơ V12 twin turbo 6.0L, 626 mã lực, hộp số tự động 8 cấp và vận tốc cực đại là 335 km nha các bạn. Và vận tốc Bentley thì luôn hướng tới những cái mẫu xe siêu sang nhưng lại phải thể thao nữa, và khách hàng nó cũng vậy, cũng sẽ khác. Đây, bộ vành 22 inch này, lốp 275, hệ thống phanh thì thôi rồi luôn. Nó to quá mình không đếm được bao nhiêu inch nữa. Đây, V12 ghi luôn lên trên cái hốc gió đây nhá. Những cái sự đặc biệt như mình chia sẻ rồi, tất cả những cái dòng xe của Rolls Royce hay Bentley ấy, đó là công nghệ chế tác, công nghệ khung vỏ cực kỳ đặc biệt. Là các bạn sẽ thấy quá quan sát nhìn này, hãy nhìn trên cái đường nét thân xe sẽ không có quá nhiều những cái đường cắt đâu, không có quá những cái điều đường vệt như thế này, nó gần như rất là liền mạch. Nhưng thực chất phía sau đây là có thể có những cái vết nối, vết hàn, nhưng chúng ta sẽ không thấy được sau khi sơn lên. Thậm chí sơn còn là sơn thủ công luôn.
Đấy, ở cái góc đuôi này thì ôi giời, đẹp. Đẹp. Thôi rồi, đẹp đừng hỏi luôn. Nghẹn ngào thưa các bạn. Rồi. Màu trắng nữa. Với những chiếc xe của Bentley thì bạn muốn màu gì sẽ có màu đó thôi. Ốp bộ đôi cũng ở dưới này, cũng là hình oval. Biết nói gì đây? Biết nói gì đây? Biết nói gì đây thưa các bạn? Và so với phiên bản cũ thì các bánh xe ở phía trước ấy được dịch lên khoảng 135mm để thay đổi cái việc phân bổ trọng lượng. 55% trọng lượng xe vẫn nằm ở bánh trước nhưng là nhẹ hơn 80kg so với trước đây. Và nhờ cái công nghệ về thân vỏ bằng nhôm, thậm chí có thể có carbon gì đấy, thì tổng trọng lượng của xe này nó chỉ hơn 2,4 tấn một chút thôi. Và việc phân chia công suất cái mẫu xe này là 40 trước, 60 sau, nhưng nó có thể dồn với visa điện tử thì nó có thể dồn 100% bánh sau để đạp lên cho nó phê bây giờ thôi. Mình sẽ vào bên trong nhá. Camera 360 trên gương này. Ủa, cái màu trắng này nó đẹp một cách khủng khiếp các bạn ạ. Nó đẹp một cách kinh khủng khiếp. Wow. Trời ơi, khoang xe triệu đô các bạn hãy nhìn. Không thấy nhựa đâu cả. Chỉ thấy da xịn này. Gỗ óc chó xịn này. Rồi kim loại xịn này. Ôi dồi ôi. Thậm chí những cái mảng trên cánh cửa này được may này. Nhìn thấy luôn vết may bằng tay luôn các bạn nhá. Họa tiết bằng tay luôn. Đường chỉ nổi này. Ôi mẹ ơi. À nhớ ghế được giấu vào đây. Hệ thống loa nam này thì thôi cũng đắt thôi rồi luôn rồi. Đây là bên ghế phụ. Bởi vì cái góc camera nhỏ nó hơi hẹp cho nên là xin phép anh em là chỉ quay từ ghế phụ sang thôi. Đấy, hệ thống nhớ ghế massage rồi điều chỉnh ghế này, sửa sợ ấm này. Ôi mẹ ơi, da rẻ. Không biết ra chiếc xe này làm được làm từ mười mấy con bò nhỉ. Đây những họa tiết các bạn thấy đấy. Nó đẳng cấp, nó đẹp, nó xịn, nó thơm. Nó không biết nói gì nữa. Đây, ở đây sẽ có cái màn hình ngay phía sau này. Riêng cái đồng hồ này thôi, cái đồng hồ ở trên Bentley này thì cũng đáng giá rồi. Nếu mà bóc được ra đeo lên tay thì nó cũng là một đẳng cấp. Nó chỉ cần 3 số rất thô sơ, 3, 6, 9, 12, và đóng logo Bentley. Thưa các bạn, nó là một đẳng cấp. Ôi. Đó. Những đường chỉ may quá tinh tế, những họa tiết trên cái bảng. Đấy các bạn có thể thấy nhá. Đây những cái chi tiết này. Trên các cái núm xoay này. Đấy. Trên cái mẫu Accord mình xoay nó cũng tạch tạch, nhưng trên Bentley xoay nó khác lắm. Nó tạch tạch nhưng mà nó lại còn êm êm, nó lại còn sang sang. Đó. Start stop nằm đây. Ngắm em này xong về nhìn X7 lại nó lại thấy như thế nào. Đó, hệ thống đây, cần số chữ B này. Hộp số 8 cấp. Đó, đến Bentley còn sử dụng hộp số 8 cấp. Trong khi đấy những chiếc xe Ford, những chiếc xe Accord bây giờ cũng có hộp số 10 cấp thôi các bạn. Về phối màu nội thất thì các bạn có thể thấy là đỉnh cao của nghệ thuật luôn. Đỉnh cao luôn, đỉnh cao. Có thể nói là mình dành hơi nhiều lời khen nhưng mà nhìn thực tế mới biết nó đẳng cấp, nó khủng khiếp như thế nào. Bảo sao là cứ triệu đô thôi, khách hàng là cứ móc ví ra thôi. Đẹp quá. Còn mái vòm này. Đấy, các bạn có thể dừng chân. Chân thì hàng ghế sau đây ạ. Đi mẫu xe này thì phải nói auto đẹp trai, auto sang trọng và auto thể thao luôn rồi. Những cái đường nét đẹp không tì vết luôn thưa các bạn. Đèn sau này, quan sát đây là những cái chi tiết các nhìn cận vào các bạn sẽ thấy là một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Mô men xoắn cực đại đạt ở
1.350 vòng phút và có thể duy trì lên tới 4.500 vòng phút. Đó là sự đặc biệt. Và khả năng tăng tốc tối đa của mẫu xe này từ 0 đến 100 km/h nó khoảng 3,7 giây. Thưa các bạn, 2,3 tấn và 3,7 giây. Kinh khủng. Những cái chức năng cơ bản như là kết nối Apple CarPlay, rồi hiển thị mạng lưới giao thông theo kiểu iCloud, rồi chức năng massage trên ghế, rồi vân vân, nó là những tiêu chuẩn, quá tiêu chuẩn trên những chiếc xe Bentley này. Rồi các hệ thống treo chủ động lái, hỗ trợ lái chủ động, các công nghệ về an toàn đương nhiên rồi. Nhưng các bạn sẽ phải nhớ một điều, đây là một mẫu xe siêu sang nhưng lại có chất thể thao hơn hẳn những chiếc Rolls Royce. Bởi vì Bentley định vị một cái phân khúc khách hàng nó rõ ràng luôn. Bạn có thể gặp những ông chủ của Rolls Royce rất kỹ tính, rất kín tiếng, nhưng bạn có thể gặp những ông chủ của Bentley, đó là một người rất dễ gần. Wow. Còn bên cạnh đây là phiên bản convertible, một màu xanh quá đẹp luôn. Và mỗi khi ánh sáng chiếu vào nó là một màu xanh khác, các bạn có thể thấy. Rồi, nội thất. Đó. Wow. Rồi, ở đây có thể nhìn thấy rõ hơn nhá. Các bạn có thể phối màu nội thất. Giới hạn sự sáng tạo của những chiếc xe Bentley, của những chiếc xe siêu sang gần như là không có. Bạn yêu cầu gì sẽ có đấy. Đây các bạn có thể màn hình. Rất may là các bạn có thể thấy này, cái thiết kế phần màn hình phía sau vô lăng cũng như màn hình trung tâm, bạn sẽ thấy nó na ná với những chiếc xe Audi. Bởi vì đơn giản, khi những chiếc xe siêu sang thiếu những công nghệ thì cùng chung một tập đoàn của Volkswagen, Audi cũng vậy, thì sẽ được thừa hưởng những cái tinh túy nhất. Chính vì vậy những chiếc xe siêu sang ngày nay không chỉ là những vật liệu thủ công, nó còn công nghệ rất cao, hỗ trợ lái, hệ thống treo thích ứng, hệ thống lái, các mốt điều khiển vân vân, các mốt lái. Nó nhiều cả lên thưa bạn, nó đẹp quá. Đây, màn hình quan sát Night Vision nhá, Head Up Display nhá. Rồi Intelligence nhá, cái động cơ, đây các chế độ lái này, cảnh báo xuất lốp, setting trong này hết. Đó. Các bạn sẽ điều khiển toàn bộ trong này. Tiếc là ở đây là rồi cả wow. Đấy, chức năng massage. Massage hai mấy chế độ luôn. Riêng cái phần gỗ ở trên các cái ốp trên này, các cái tấm gỗ này đã phải 15 ngày để gia công rồi. Đó, vì sao mà nó đắt chính là vì vậy luôn. Chính là những cái trình độ thủ công bậc thầy. Việc đóng mở mui thông qua cái phím này là hệ thống sưởi sấy ghế, những chức năng rất cơ bản luôn. Wow, đẹp quá. Ôi, ngắm nhìn thôi. Thật. Da này không biết có làm từ chục con bò hay không. Không có thông tin về đó luôn. Không có thông tin. Và có rất nhiều đơn vị đang chờ quay. Rồi. Bên kia là mẫu Bentley ga. Rồi. Một lần nữa các bạn hãy ngắm nhìn lại hai siêu phẩm của Bentley. Động cơ W12 rất đặc biệt, bởi vì động cơ này nó sẽ ngắt bớt xi lanh để giảm bớt mức tiêu thụ nhiên liệu khi mà chạy ở tốc độ thấp. Thưa các bạn, động cơ đó là một thứ vô cùng đặc biệt. Hệ thống dẫn động cũng vậy, hộp số cũng vậy. Hộp số chỉ cần 8 cấp thôi. Rolls Royce cũng chỉ cần 8 cấp thôi, nhưng nó vẫn êm, nó chuyển số vẫn không biết được. Nhưng có những mẫu xe hộp số 10 cấp mà chưa chắc là êm bằng. Cho nên là số cấp là một chuyện, nhưng thuật toán và chất lượng vật liệu nó là câu chuyện hoàn toàn khác. Những chiếc xe siêu sang, những thuật toán điều khiển, những cái tính năng, những cái trang bị, nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Vì vậy mới lấy được tiền của khách hàng hạng sang, tỷ phú, triệu phú. Rồi, các bạn hãy đừng quên, hãy nhớ, hãy rung chuông, hãy subscribe kênh để mình tiếp tục gửi tới các bạn những cái video mới nhá. Hãy ngắm nhìn lại một lần nữa toàn cảnh.
không gian trưng bày của Bentley tại Bangkok Motor Show với Bentley, với Continental GT Convertible và với Continental GT.